Team NK rồi, anh Bao, anh Lê Huy Hải đá hai trận có lý do ạ. Và về Nedvěd, bên kia chiến tuyến đang rất thoáng, tay rồi coi 5-1 dành cho Lee Harry và đó lại là cái tên quen thuộc Thierry Henry. Các bạn đã chờ lại khoảnh khắc này từ rất lâu rồi đúng không ạ? Phượng Hoàng ngự trốn treo leo, Sa Cơ lỡ bước lủi theo đàn gà. Đợi khi mưa thuận gió hòa, thay lông đổi cánh lại ra Phượng Hoàng. Phượng Hoàng đống đa Lee Harry, rực cháy. Nếu anh em nào đang có nhu cầu mua thẻ nạp thì anh em nhớ vào trang này mua vipcard24h.com. Mua thẻ nạp sẽ được chiết khấu 7% và nạp tiền điện thoại trực tiếp thì sẽ được chiết khấu 8%. Và cái trang web này hoàn toàn uy tín nhá. Đổi thẻ và mua thẻ chiết khấu cao nhất thị trường tại vipcard24h.com. Xin gửi lời chào đến với tất cả những quý vị khán giả thân yêu của FC Online Việt Nam nói chung, cũng như là tất cả những quý vị khán giả thân yêu của Seven TV nói riêng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với những diễn biến ở trong giai đoạn lượt về của các bảng A, B, C. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những diễn biến trận đầu tiên bảng C giữa hai huấn luyện viên Lee Harry và Majin Buu. Vâng, đây sẽ là một trận đấu chúng ta thì thấy là rất hay đây. Không có nhiều sự thay đổi tới từ đội hình của huấn luyện viên Majin Buu, anh ấy vẫn đang giữ nguyên với đội hình của mình. Trong khi đó thì huấn luyện viên Lee Harry cũng có một chút những sự thay đổi tới từ đội hình rồi. Lee Harry đang sử dụng một cái sơ đồ khá là tương đồng với Lê Hà Anh Tuấn, có lẽ là một cái công thức chung rồi. Chúng ta cũng nhìn thấy là sơ đồ công thủ là giống y hệt luôn rồi. Như vậy là một sự tham khảo rất lớn đến từ một vận động viên của đội vô địch. Lee Harry cũng tôi thấy là giải này nó bắt đầu học hỏi nhiều hơn. Tôi mùa hè là không quan trọng lắm, mùa hè là bảo là có cần đá đâu, nhưng mà bây giờ thì có lẽ là sự quyết tâm cũng đã lớn hơn dành cho chính Lee Harry rồi. Bởi vì đây cũng là một giải đấu rất căng tới từ nhà Seven TV, chọn lọc ra rất nhiều các huấn luyện viên để hướng tới cho những cái giải đấu tiếp theo của chúng tôi. Nếu mà huấn luyện viên nào mà đá không tốt thì chắc chắn rồi. Eusebio, Patrick Vieira, rõ ràng nhìn vào việc Lê Anh Tuấn đang có những bước phát triển như vậy thì nhìn sang huấn luyện viên Lee Harry thì chúng tôi cũng đang rất là kỳ vọng vào FC Online Việt Nam sắp tới sẽ là thời đại giai đoạn thống trị của những vận động viên họ Lê. Có Lê Anh Tuấn rồi thì cũng không ngoại trừ đến cái giải mùa xuân chúng tôi sẽ có Lê Huy Hải, Ronaldo. Tôi thì thấy là phát triển là Lê Anh Tuấn, chứ còn Lee Harry là phát tướng mấy năm nay rồi, phát tướng thôi. Và đó là những bình luận là rất vui thôi. Và vừa rồi là quả tạc. Tôi mong Lee Harry không vừa đá vừa đang nghe cái livestream này. Thực sự là quá mất tập trung. Ashley cầu là Chabonkun, là một tấn công này cho Majin Buu, Samuel Eto'o. Và nếu mà nói đến câu chuyện họ Lê thì cũng không ngoại trừ của anh Lê Huy Hải, cũng có anh Lê Huy Bình nữa. Vâng, cứ tưởng là hai anh em ruột nhưng mà thực ra là quê là khác, cách xa nhau tương đối nhiều đấy. Anh chính có thể đính chính ngày hôm nay là anh Lê Huy Hải với anh Lê Huy Bình rồi. Tuy không cùng cha nhưng mà khác mẹ đúng không ạ? Rất nhiều sự khác biệt. Và đây sẽ là pha dứt điểm của Majin Buu. Cú dứt điểm rất chất lượng đến từ Eto'o, nhưng rất tiếc là bóng không đi trúng khung thành. Ở góc máy quay vừa rồi chúng ta thì thấy tôi cứ ngỡ đó là một bàn thắng nhưng không. Một cú sút lực đi rất hiểm hóc, lực đi rất mạnh. Quả đá đó cũng rất hiểm. Joao Cancelo, đó là Pavel Nedvěd trong tay của Lee Harry. Patrick Vieira, đội hình thủ tới từ Majin Buu đang chơi khá kỷ luật, vẫn chưa có khoảng trống nào được tạo ra để cho Lee Harry xuyên được. Đây rồi, vẫn đang là huấn luyện viên Lee Harry công khá mướt những cú giật. Mà bây giờ là gì đây? Michael Ballack, những đường truyền của huấn luyện viên Lee Harry đang muốn kéo giãn ra phòng ngự tới từ huấn luyện viên Majin Buu. Ôi nhưng mà không thành công. Chabonkun. Đấy sẽ là một tình huống phòng ngự tấn công tới từ đội hình của Majin Buu. Và mở bóng dành cho Eto'o. Eto'o với một tốc độ rất cao và kỹ năng dứt điểm cũng rất tuyệt vời nữa. Nút mát chưa qua được người, nhưng vẫn là Eto'o. Tiếp tục là Cancelo, việt vị mất rồi. Việt vị đến từ vị trí của Pedro. Có thể nói là Majin Buu là một cái vận động viên có cái tôi cũng khá là cao. Nhiều khi là chúng ta cứ nhìn thấy Lê Huy Hải thôi đúng không? Khi mà nhìn thấy Lê Hà Anh Tuấn đá cái đội hình đấy hay, tôi copy về đá luôn và vẫn có được thành công nhất định. Còn Majin Buu thì rất cố gắng để tự tạo cho mình một meta riêng. Và lúc này thì Majin Buu đang sở hữu một meta thua, 3 trận thua liên tiếp. Có vẻ như là anh ngày hôm nay mà anh Majin Buu nghe được những cái lời này của anh Bình thì có lẽ là anh Majin Buu cũng sẽ có những cái điều gì đó có thể là đóng lại. Nhưng là đây sẽ là câu trả lời tới từ Majin Buu. Ngày hôm nay có lẽ là nếu như ngoài cái biệt danh của anh là anh Bình Be là có thể là biệt danh là Bình nói thật hay là Bình trực diện nữa. Anh nói ngắn gọn hơn là Bình Phũ đó cũng được. Roberto Baggio đừng truyền lên. Michael Ballack Đội tứ tấn công anh cho hiệu trưởng trường làng Nedvěd, Cristiano Ronaldo. Đây là Roberto Baggio. Vẫn chưa có được một góc sút thật sự là thoải mái. Fake ép đây, đây rồi, cô ơi, ZD vào 1-0 dành cho Thierry Henry. Và đó là Pavel Nedvěd. Và đây rồi, bàn thắng này để như muốn nhắn gửi đến với tất cả những bạn học sinh của trường làng. Anh em ơi, triều đại của gia tộc họ Lê thống trị FIFA Việt Nam sắp đến rồi. Tỷ số đã được mở là 1-0 ở phút thứ 36, ở khoảng thời gian cuối hiệp 1. Vương triều nhà Lê của FC Online Việt Nam sắp tới rồi, với những bàn thắng này là những bàn thắng đầy kỳ vọng. Samuel Eto'o, Chabonkun, Chabonkun với pha dứt điểm ở một góc rất hẹp. Thực sự thì bàn thắng của Liari tôi nghĩ là điều gì đến cũng phải đến rồi. Sơ đồ tấn công của Liari sở hữu tới 3 vị trí tiền vệ tấn công cùng với 2 tiền đạo. Trong khi đó thì Mazimu chỉ có 1 CDM thôi. Và điều đó cho thấy rằng góc sút của Liari sẽ là rất nhiều trong những tình huống như vậy. Đây là một tình huống khó. Và đó là một pha xử lý mà một lần nữa chúng ta phải nói lại với nhau là trong chữ Liari có chữ Y thì trong chữ TG cũng vậy. Đó là một pha hưu tí Rombol nhưng không thành công, nó thành pha gấp bóng anh em ạ, nếu mà tôi không nhầm. Một pha bóng mà có lẽ là chúng ta không biết nói gì cả. Tôi chắc chắn là không cố tình đâu. Đấy là bấm lỗi thôi. Một pha hưu tí Rombol lỗi anh em ạ. Đó cũng là một điểm nhấn ở trong trận đấu này. Đây là Henry, đường chuyền hay, đây sẽ là cơ hội. Bóng vẫn còn, Gullit làm gì, hưu đi Ronaldo. 2 lần liên tiếp đường chuyền tốt và dứt điểm ngay. Mượt quá, thật sự là công mượt quá. Và Liari trong trận đấu này có rất nhiều cơ hội để có thể dứt điểm. Như tôi đã nói thì số lượng cầu thủ của Liari có được trước vòng cấm địa đối phương là một sự dàn ngang của 3 tiền vệ tấn công. Trong khi đó phía bên kia thì không có nhiều tiền vệ phòng ngự để có thể kiểm soát được hết những góc sút. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số là 1-0 nhưng về phía Liari vẫn chưa có cơ hội nào được tạo ra từ Mazimbu. Nó có thể có bàn thắng được. Một sự so sánh rất vui của quý vị khán giả kênh chat. Một tình huống mà Vinny tưởng mình ở đây mà. Patrick Vieira. Đây là Chabonkun. Đường chuyền không tới được. Đường chuyền vừa rồi cũng là một đường chuyền rất khó. Cristiano Ronaldo. Đây là Michael Ballack. Không được, quá ham dây dắt ở trong thứ vừa rồi. Con cũng chắc là cũng mới học hướng dẫn GR1, đóng cua hơi ác. Nhưng mà đóng cua ở những cái tình huống như vậy là không hợp lý. Đến từ Liari. Liari có quyền bay bỏ, ít nhiều thì cũng đang có được một lợi thế về mặt tỷ số. Và đây cũng là mới chỉ là trận đấu đầu tiên của bảng C thôi. Nhưng mà anh cần phải biết là anh ấy đang dẫn trước chỉ là một lợi thế là một bàn thôi, rất mong manh. Hoàn toàn cũng để bị đối phương ghi bàn bất cứ lúc nào. Có vẻ như là đây là cơ hội đá. Sứt điểm không được. Trong một trạng thái tâm lý chưa được thực sự thoải mái thì tôi cảm nhận được những sự bí bách trong ý tưởng tấn công của huấn luyện viên Mazimu. Bình thường thì anh này công rất sáng, rất thoáng và có nhiều những phương án có thể gọi là độc lạ Bình Dương, nhưng từ đầu giải đến giờ thì có vẻ như huấn luyện viên Mazimu đang gặp những áp lực tâm lý nhất định. Và khi một vận động viên gặp áp lực tâm lý thì họ rất khó để sáng tạo. Đúng là như vậy. Và Mazimu thì đang cố gắng để tạo ra những pha combo, đó là ZS và D luôn. Đấy là một combo mà người Hàn dùng rất nhiều. Nhưng mà tôi không biết là cái bản update mới này nó còn thực sự hữu dụng hay không. Bởi vì là tôi cũng chưa sút thành công một lần nào với cái tổ phím này ở cái bản update mới. Một pha sút trick tới từ Vipcard24h. Eusebio. Đây là Rui Cas. Phải cầm đề rất khéo nhưng cú xoạc vừa rồi một pha đọc bài 10 điểm của huấn luyện viên Liari. Cristiano Ronaldo. Chuyền hay, đây là Henry. Được chuyển xuống để cho Gullit rất trống trải. Gullit làm gì? Goal! 2-0 để cho Liari. Đó chính xác là một tình huống dứt điểm theo kiểu A băng. Dứt điểm bằng nghiệp chạm đầu tiên, dùng chân của hậu vệ đối phương và đưa bóng vào lưới. Rất tinh tế tới từ huấn luyện viên Liari, quả đá cực kỳ hiểm và tỷ số là 2-0. Pha này thì tôi tin là cũng không tính được, cũng vô tình thôi. Nhưng mà không sao cả, đó là một bàn thắng xứng đáng dành cho Liari. Bởi vì đó là một cơ hội rất rõ ràng rồi. Một cơ hội rất ngon ăn từ Rukulit, anh ấy đã quá trống trải. Đây rồi. Đây là Ashley goal. Rukulit. Bóng quay trở lại với Liari. Thế trận càng ngày càng dễ dàng hơn dành cho Liari. Một đường mở biên dành cho... bóng lại quay trở lại với Frank Rijkaard. Lúc này thì Mazimu thay đổi đội hình rồi. Đẩy Frank Rijkaard lên ACM. Có cơ hội để dứt điểm. Nhưng đó lại là một tình huống lựa chọn dứt điểm vào cột gần. Dứt điểm cột xa ngay từ đầu thì có lẽ là nhiều cơ hội hơn. Có vẻ là cứ đá như thế này thì huấn luyện viên Liadi cũng đang cho chúng ta xem lại một như đang xem một bộ phim mang tên là bộ phim Chàng Trai Năm Ấy. Nhưng mà kết thúc nó không có hậu mấy anh em ạ. Không biết là cái bảng này kết thúc có hậu dành cho Chàng Trai Năm Ấy hay không. Đây sẽ là quả ném biên. Một tình huống gọi là chơi chữ đến từ mình liệu qua trò. Eto'o. Đây là Alexandro phản công ở trong bóng này. Roberto Baggio. Tiếp tục vẫn là Baggio. Rồi đến với Mazibur. Eto'o. Sergio đường tạt bóng vào. Tạt rất xấu. Đúng, thật sự là rất khó và chúng ta thể thấy là cái sự bí bách ở trong những pha tấn công tới từ huấn luyện viên Mazibur. Bây giờ là phản công Cristiano Ronaldo mở rộng rất nhanh. Tôi mong anh ấy có thể thay đổi ở trong những trận đấu sau đó. Thực ra tôi cũng đã được trải nghiệm qua Ronaldo mùa Best Legend này và thực sự là một tiền đạo quá ngon. Nhanh, khỏe, xuất điểm, khét, mọi thứ gần như hoàn hảo. Không biết có ngon hơn Messi không à? Bình luận có trò. Nhưng tôi đánh giá là nếu như về việc so sánh thì tôi thấy Messi hay hơn một chút. Huấn luyện viên Phú Vở. Theo tôi thấy là nếu mà để tôi đánh giá thì tùy thuộc vào lối đá của người chơi thôi. Nếu mà họ ham dê dắt, truyền trọt các thứ thì nên chơi Messi. Còn thiên về lối đá gọi là tấn công, tốc độ và bắn phá thì nên chơi Cristiano Ronaldo. Đây là Joao Cancelo khá khỏe ạ. Không được. Và không biết là anh Bình, anh đánh giá sao về Ronaldo và Messi ở trong mùa mới này? Nếu để chọn thì tôi vẫn chọn Ronaldo. Bởi vì Ronaldo sẽ giúp chúng ta có được nhiều cái định hình về chiến thuật tấn công hơn. Với Messi thì có lẽ là tạt cánh lên đầu vẫn là khó. Đúng. Đấy rồi, không được. Michael Ballack. Roberto Baggio. Bây giờ sẽ là tình huống phản công và chắc chắn chiến thắng anh cho Olivier Hardy rồi. Tỷ số là bao nhiêu thôi? Đường chuyển hơi chậm tới Việt Vị rồi. Harry. Chắc chắn là như vậy rồi. Pha bóng là Henry đã di chuyển quá sớm. Nó sẽ còn khoảng 5 phút nữa nếu tính cả thời gian bù giờ. Và cái thời lượng này thì rất khó cho Mazimbu để có thể có được một tỷ số ít nhất là hòa. Và với kết quả này thì chúng ta đã, mặc dù mới là trận đấu đầu tiên của bảng C thôi, nhưng chúng ta cũng đang phải xác định được người đầu tiên sẽ nói lời chia tay giải đấu từ vòng bảng. Đó là huấn luyện viên Mazimbu. Bởi lúc này huấn luyện viên Macho đã có 9 điểm và huấn luyện viên Diallo cũng vậy. Eto'o không có thể tung ra một pha dứt điểm nào cả. Trong khi đó thì huấn luyện viên Mazimbu mới chỉ có được chưa có được điểm nào cả và sẽ là người đầu tiên nói là chia tay với giải đấu khá sớm. Trận đấu đầu tiên kết thúc với tỷ số là 2-0 nghiêng huấn luyện viên Harry. Chúng ta trận đấu rất căng đây, xem huấn luyện viên Harry và Jurgen sẽ thì ra sao. Chúng ta thể để ý một chút ở cái tên của huấn luyện viên Jurgen, vẫn chưa có một cái tên nào được viết hoa sau chữ X. Không biết là tương lai của huấn luyện viên Jurgen sẽ đi đâu. Bến đỗ của Jurgen thì có lẽ là chính anh ta cũng đã công bố rồi. Tuy nhiên thì đội bóng đó mang tên gì thì có lẽ là họ chưa quyết định thôi. Còn với những người đồng đội thì có lẽ là chúng ta cũng biết rồi. Những người đồng đội đó có vẻ như là vẫn sẽ là disaster chứ ạ? Vâng, vẫn sẽ là disaster, chú Be và Center nữa. Có vẻ là chúng ta đã có câu trả lời dành cho... Thực ra thì tương lai của Jurgen là một tương lai mà cũng được đồn đoán khá nhiều. Bởi vì trước khi mà cái thông tin được anh Bình đưa đến thì em cũng đã cập nhật những thông tin này và biết là có thể là Jurgen vẫn sẽ ở lại đội tuyển Pro Gamer, nhưng không biết là tên sẽ là gì thôi. Nhưng cũng có những luồng ý kiến cho rằng là Jurgen có thể sẽ về với đội tuyển NKFC Online. Thông tin này cũng được đồn đoán khá nhiều, sẽ trở thành đồng đội của anh Trung Thành cũng như là em Lê Anh Tuấn. Nhưng mà có vẻ như điều đó đã không xảy ra nữa rồi. Tôi cũng không biết là ai đồn nữa nhưng thực ra thì nếu như cái này thì ở trên những cái diễn đàn cộng đồng thì em thấy là những cái thông tin này nó cũng khá là nhiều đấy, người đoán. Và lúc đó thì chúng tôi cũng không phải là Jurgen, cũng không phải là người những thành viên tham gia trực tiếp vào vụ chuyển nhượng này thì không biết cụ thể là như thế nào. Do bet với top in hay Marahui đường truyền vừa rồi đã không hiểu ý nhau. Roberto Baggio sẽ đã tấn công này cho Lihari. Cũng có khá nhiều người nói vui với nhau rằng là cũng thật may là Jurgen không về với đội tuyển NKFC Online, bởi vì khi đó thì NK đã mạnh thì có lẽ là còn mạnh hơn nữa. Tôi thì tôi nghĩ là mùa giải vừa rồi Seven Galaxy mới là đội mạnh nhất. Và dứt điểm và đó là bàn thắng dành cho Lee Hardy. 1-0 dành cho Lee Hardy với cú sét đê tới từ đứa con trai của thần gió Thierry Henry. Và đó là người cứa Thierry Henry, người cứa đống đà. Khoảnh khắc đẹp mắt đã gọi tên Lee Hardy với bàn thắng đầu tiên này. 4 bàn nữa thôi tôi đã đoán đúng được rồi. Tôi đang rất mong chờ lên Lee Hardy thể hiện mình ở trong trận đấu này đây. Hay giống như anh Bình dự đoán thì số đó 3-1 dành cho Jurgen. Ở đây có thể là một bàn danh dự Malaysia. Đây rồi, những bóng hình của huấn luyện viên Liadi đang dần trở lại. Malaysia là những vận động viên hàng đầu của FC Online Việt Nam, nhưng huấn luyện viên Liadi vẫn đang chơi một cách phải gọi là cực kỳ tuyệt vời. 4-3. Cũng phải nói rằng là Jurgen đã bị dội một gáo nước lạnh. Cũng là đừng coi thường Lihari. Lihari thì vẫn là một trong những vận động viên mà tôi đánh giá rất cao, bởi vì vào cái thời điểm trước đây khi mà tôi còn vác máy đi bình luận dạo ở những cái Sony show thì tôi đã biết Lihari là một trong những vận động viên đá tốt nhất ở Hà Nội rồi. Có lẽ là bây giờ thì cũng làm content nhiều quá nên là các vị khán giả đôi khi là đánh giá thấp anh này thôi. Trước đây thì anh ấy là một vận động viên cực kỳ xuất sắc ở khu vực Hà Nội. Và đó là những gì mà huấn luyện viên Lihari đã chứng minh rằng quan điểm của khách mời Bình Bè ngày hôm nay là một quan điểm hoàn toàn chính xác. Bàn thắng thứ hai và vẫn là người cứa quá hay ở trong lưới dứt điểm vừa rồi, và lại là một đường dứt đây, nhưng lần này là chân trái tới từ đứa con trai của thần gió. 2-0 dành cho Lihari. Ba bàn nữa thôi sẽ là 5-0. Và rõ ràng từ đầu ngày thi đấu đến giờ với những bàn thắng như thế này chúng ta đã nhìn thấy một hải xoáy. Liệu ngày hôm nay có Duy là một Duy đáp xoay được không? Quá xuất sắc. Hải lốc xoáy đã được tạo ra ở trong hai cú sút vừa rồi từ Thierry Henry. Rất bất ngờ. Vâng, đây cũng là một tỷ số đến thời điểm này là bất ngờ đối với cá nhân tôi. Phải nói rằng là Lihari, mặc dù là tôi vẫn đánh giá cao anh này nhưng mà tôi không ngờ lại cao thế. Quá tuyệt vời. Và rõ ràng như huấn luyện viên Bình Bè đã từng nói là huấn luyện viên Lihari đã từng chơi game rồi, là biết anh này từ rất lâu rồi. Và cũng một thông tin nữa thì để tôi có thể mang đến cho quý vị khán giả là anh Lihari đã từng chơi bộ môn bóng đá, cái bóng đá từ thời còn là sinh viên rồi, và đã chơi từ rất hay từ thời sinh viên. Và ngày hôm nay rõ ràng là anh Lihari đang mang tới một lối đá như được trẻ hóa lại, một lối đá Lihari rất sinh viên, lối đá rất sinh viên rồi quý vị. Paolo Maldini, đó là Joao Cancelo, Cristiano Ronaldo, phút thứ 31, đây là Henry, đây rồi Roberto Baggio. Nói gì đi, 3-0 dành cho Lihari. Hoàn toàn dự đoán của quý bình luận viên Vũ Bảo về tỷ số 5-0 có thể được xảy ra, và đó là điều mà huấn luyện viên Lihari đang rực cháy. Quá khủng khiếp, tôi cũng không thể tin được. Mặc dù đây là một pha dứt điểm quá chất lượng đến từ Roberto Baggio, nhưng kết quả này ở hiệp 1 thì là một điều mà tôi không thể nghĩ ra được. Quá bất ngờ, tôi dự đoán thôi, cũng bất ngờ anh em ạ. Quá tuyệt vời, Lihari ngày trẻ. Lihari coi đã, nhưng đó là sự may mắn. Rõ ràng với một game thủ giỏi, ngoài việc tấn công hay phòng giữ tốt ra thì bạn cũng cần đến sự may mắn, mặc dù trước đó đã việt vị. Một trận đấu mà được cho anh em thấy rất bất ngờ trong trận đấu này giữa Lihari và Sogan. Thực sự đây rồi, Phượng Hoàng tái sinh từ đống tro tàn là có thật rồi. Nếu thắng trận đấu này, huấn luyện viên Lihari chắc chắn sẽ có vé đi tiếp. Đây là Gullit. Tiếp tục là một tình huống nữa. Và liệu có 4-0 dành cho Lihari không? Có thể lắm. Có thể lắm. Nhưng đó là có thể thôi, nhưng vẫn đang là hai chữ có thể. Có! Nói gì đi? Huấn luyện viên Quattro nói gì đi? Tôi cạn lời. 4-0 dành cho Lihari trước Sogan ở trong hiệp đấu đầu tiên. Nhiều người nói tôi là phú đá nhưng không, tôi đã dự đoán quá đúng ở trong trận đấu này. Vì sao mọi người nói anh là phú đá? Bởi vì những lời bình luận của anh, những sự dự đoán của anh, chúng tôi mượn hình ảnh của những viên đá quý, bởi vì nó rất đắt giá mà không phải ai cũng có thể sở hữu được, không phải ai cũng có thể nói ra những lời là huấn luyện viên Lihari 5-0 Sogan, chỉ có thể tới từ bình luận viên Phú Bảo, và nó đang rất có thể sẽ đúng. Quá khủng khiếp, quá bất ngờ. Theo tôi thấy là trong trận đấu này huấn luyện viên Sogan thua huấn luyện viên Lihari, theo tôi thấy là một điều khá bình thường anh em ạ. Đúng là như vậy, rớt thôi, lối đá khắc chế nhau, chứ ở trong bóng đá hoặc là FC Online cũng không thể nào xét theo tính chất bắc cầu được. 90 triệu người dân Việt Nam có thể bất ngờ, nhưng người thứ 90 triệu lẻ một là anh Phú Vở, chính xác là 100 triệu, anh là người duy nhất không bất ngờ. Đó là những điều mà không phải dễ dàng gì mà có được. Luis Nani, chính xác hơn này là Amad, tôi nhìn dáng khá giống Nani. Amad Diallo, đường chuyền này cho Rudy, dứt điểm này, đó là sải tay tới từ thủ thành của Lihari. Amad Diallo không vượt qua được Joao Cancelo. Nedvěd đúng là như trở lại với thời trẻ, với khát khao, với quyết tâm như thời còn đi học, một lối đá rất sinh viên tới từ huấn luyện viên Lihari. 5-0 ở trong hiệp 1 hay không? Cristiano Ronaldo đây rồi, không được. Tình huống dứt điểm không thành công tới từ Thierry Henry. Pha đó thì đường ZS vào trong hơi chớ. Nếu đó là ZA thì tôi nghĩ là 5-0 thật. Cơ hội dành cho Sogan. Vâng, có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Ít ra phải thế xem nó đỡ nhạt các anh ạ. Dần dần thì Sogan cũng đã có thể tiếp cận lại sau những màn phủ đầu có thể gọi là quá thăng hoa của huấn luyện viên Lihari. Tỷ số là 1-4. Tỷ số đang tạm thời rút ngắn vào 1-4 rồi. Một chút nữa thôi thì mình là bên Phú Vở dự đoán đúng, nhưng mà có lẽ là dự đoán như thế này cũng là một dự đoán mà tôi nghĩ là nó cũng đã rất sát rồi. Rồi và chúng ta đến hiệp đầu thứ hai, khoảng cách đang là 3 bàn. Dù Huyền cần phải cố gắng hơn trong hiệp 2, cần phải all in thôi. Chung kết FPL mùa sau, giải mùa xuân, nơi mà biết đâu là Seven Galaxy gặp lại NKFC Online game 5. Vương Triều nhà họ Lê, hai game thủ họ Lê gặp nhau, Lê Hành Tuấn gặp Lê Huy Hải cho trận cầu sinh tử, chưa biết ai thắng nhưng mà biết đâu thì viễn cảnh đấy có thể xảy ra đúng không anh Bình? Vâng, tôi nghĩ là với phong độ này thì Huy Hải xứng đáng cũng được đá 2 trận, Subin đá 1 trận thôi. Và chúng tôi cũng đã hiểu lý do tại sao anh Bình cũng là một nhân vật cũng rất là có tiếng nói tại team NK rồi. Anh bảo anh Lê Huy Hải đá 2 trận cũng có lý do ạ. Vâng. Và về Nedvěd bên kia chiến tuyến đang rất thoáng, đây rồi coi 5-1 dành cho Lee Harry và đó lại là cái tên quen thuộc Thierry Henry. Các bạn đã chờ lại khoảnh khắc này từ rất lâu rồi đúng không ạ? Phượng Hoàng ngự trốn treo leo, Sa Cơ lỡ bước lủi theo đàn gà. Đợi khi mưa thuận gió hòa, thay lông đổi cánh lại ra Phượng Hoàng. Phượng Hoàng đống đa Lee Harry rực cháy. Trận đấu rất ít những phần trăm theo rộng có thể là đổ về huấn luyện viên Lee Harry, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó huấn luyện viên Harry đang chơi hóa trào trong trận đấu này. Đấy rồi, Nedvěd 6-1 đấy chăng? Nedvěd ơi, Nedvěd ơi, Nedvěd ơi, không tin nổi. Khó thì vào, mà dễ thì lại không. Đó là một pha lốp bóng hoàn toàn có thể vào luôn. Nhưng huấn luyện viên Lee Harry có thể khó thế nhưng cũng làm được. Rất sinh viên. Đá thì bóng đi ra ngoài. Ở trong một tình huống chống trải, có thể nói là có đến nửa tiếng set up để dứt điểm, nhưng mà Lee Harry lại có thể đá ra ngoài. Anh ấy chọn phương án khó nhất dành cho mình, chứ không thể chọn một pha dứt điểm dễ dàng được. Rút Gullit. Đây là Henry. Vẫn là Henry, bên dưới đang có Baggio nhưng không vượt qua Raphael Varane. Raphael Varane cũng rất khỏe để có thể theo kèm Henry trong tình huống tranh chấp 1-1. Nhưng Jürgen vẫn đang mất bóng rất nhiều. Và lúc này tổng tỷ số sau hai lượt trận là Jürgen gặp huấn luyện viên Lee Harry trận 4-1, trận giờ 5-1 rồi. Jürgen có thể thắng cả set đồ Việt Nam nhưng gặp huấn luyện viên Lee Harry tổng tỷ số hiện tại đang là 9-2. Khủng khiếp. Xoạc quá ghê. Đọc bài Jürgen phía trên có người bước một hay quá bất ngờ rồi. Ronaldo ơi. Hữu tú bốn Ron. Ronaldo cái nữa. Vẫn đang là Ronaldo. Nhưng như thứ ba thì Ronaldo không đủ thể lực để có thể là dễ thêm. Guerroni sao đã tấn công cho Jürgen. Ngã rồi. Và trọng tài không cất còi, đang cho lợi thế, đang cho Lee Harry. Lần này mới cất còi. Có vẻ như ở trong tình huống đó thì nhiều anh em nói huấn luyện viên Lee Harry là mai tùa. Hầu như tôi thấy là những cái pha lao lên cắt bóng bắt bằng hay của Lee Harry rất là tự tin và gần như là đoán được tất cả những cái đường đi của Jürgen. Đó là một điều mà thực sự là cá nhân tôi thấy bất ngờ. Và không biết là hình như Lee Harry gần đây là mới đổi tay cầm phải không ạ? Mới được tài trợ tay cầm gì đấy ngon lắm. Anh ấy được tài trợ tay cầm là Apex gì đó như vậy? Apex 4. Trên tay cầm đó theo giá hiện tại khoảng hơn 2 triệu đúng không anh Bình? Vâng. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà chỉ có thay đổi mình cái tay cầm thôi thì nó không thể ra được cái kết quả nó kinh khủng như thế này. Nó phải là một sự tập luyện nào đấy mà chúng ta không biết tới. Và thực ra thì anh Lee Harry nó tình huống này đã tôi cũng gặp anh Lee Harry ngoài đời khá nhiều và cũng biết là anh Lee Harry là một người khá khiêm tốn. Đôi khi là anh ấy thay đổi mà trình độ thật, nhưng anh cố tình thông báo là anh ấy thay đổi tay cầm thì cũng là một sự tuyên bố khiêm tốn là nhờ tay cầm tôi đá hay hơn thôi. Nhưng thực ra thì là trình độ anh ấy đã update rất là nhiều. Đây là pha tấn công tới từ vị trí Lee Harry. Joao Cancelo, pha ngoặt hay. Đường chuyền cũng khá dẻo tới từ Cristiano Ronaldo. Michael Ballack không được, lúc so là cắt bóng và đây sẽ là một tổ chức tấn công dành cho Jürgen. Giờ là một thế trận rất khó cho Jürgen rồi, thì chúng ta thể thấy là vẫn chưa có những sự thay đổi người tới từ đội hình của Jürgen. Chúng ta các cầu thủ vẫn đang rất mệt. Và sẽ là cơ hội tiếp theo nữa dành cho Lee Harry. Cristiano Ronaldo, đường chuyền hay. Nedvěd làm gì? Henry đánh gót hay, không xin lỗi rất điểm ngay, một đường chuyền bằng gót. Tôi tưởng là vừa rồi là trong chiếc tay cầm đó là tư duy của Messi, giật của gót ghê quá. Ôi quá bất ngờ, nãy giờ tôi há hết cả miệng. Chiều nay tôi có ngồi xem Lee Harry đá banh rồi nhưng mà nó không như thế này. Nếu mà Lee Harry mà anh ấy mà đá như thế này theo tôi thấy anh ấy sẽ bị lộ bài, anh phải giấu bài đến cùng. Và đây sẽ là cơ hội cho Jürgen để có thể rút ngắn tỷ số. Lần này là Rooney đối mặt với Lee Harry, FD ngay và chắc chắn rồi, đó là bàn thắng. 2-5. Với kết quả này thì huấn luyện viên Jürgen đã chơi được tổng cộng là 5 trận, có 6 điểm. Huấn luyện viên Macho chơi 4 trận mà có 9 điểm. Olivier Liari chơi lúc này là 5 trận và có 12 điểm thì chắc chắn rồi Olivier Liari sẽ là người có tấm vé đi tiếp. Và điều quan trọng là đứng thứ mấy thôi, nhưng khả năng cao là dẫn đầu. Bởi vì có 2 trận với dù gần 1 trận 4-1 trận 5-2 bây giờ. Chưa khép lại. 6 Ronaldo! Một set tennis tới từ Olivier Liari. Quá tuyệt vời. Chúng ta thể thấy là sau khi Olivier Jürgen gia tăng khoảng công thì ở trong phòng thủ thì có vẻ như là hơi lùng. Chắc chắn như vậy rồi, anh ấy phải chơi sao thôi. Hoàn toàn có thể có những tình huống rất trống trải ở phía dưới. Rồi Olivier Liari lần này thì anh ấy đã đánh bại thủ môn rồi. Tỷ số là 6-2. Rất bất ngờ trong trận đấu này. Cặp đấu này cũng cho tất cả các quý vị và các bạn một kết quả thực sự là bất ngờ. Họ đã từng có một câu đó là một tình huống ném bóng rất sinh viên đấy là Olivier Liari. Tỷ số là 3-6. Tỷ số rút gọn là 2-1. Tôi chịu rồi. Thực sự là nếu mà trận đấu này mà che mặt che tên thì là không nhận ra Liari luôn. Không biết là ai là 6 ai là 3. Không biết là thực sự là quá bất ngờ trong tình huống ném bóng vừa rồi nữa. Đôi lúc thì anh ấy có một lối đá rất ghê, đôi lúc thì anh ấy cũng hơi đá một chút anh em ạ. Đấy rồi, đây là Joao Cancelo. Đang là Cancelo. Cô Selan, Cancelo làm gì đây? Dứt điểm ngay. Ở cột 2 này rất thoáng nhưng quyết định là không tung ra một pha set đẹp. Và như vậy có lẽ là vui vậy thôi, như vậy cũng là quá tuyệt vời rồi Alexandro Garnacho. Kết quả không ai nghĩ tới nổi. Quá tuyệt vời trong trận đấu này, tỷ số là 6-3 dành cho Liari. Những góc nhìn của quý bình luận viên Phú Phở, quý Phở dự đoán như thế nào? Tôi dự đoán nghiêm túc ở trong trận đấu này thì sẽ là một trận đấu khó khăn dành cho huấn luyện viên Macho. Bởi vì tôi vẫn tin vào cái dớp tới từ nhà huấn luyện viên Liari với cả anh Châu. Thế thì cái dự đoán sẽ là 3-0. 3-0 dành cho ai ạ? Liari. Thế cái dự đoán mà 5-0 trước đó của Liari với Sugar đánh dự đoán khá đúng đấy ạ. Đấy là dự đoán không nghiêm túc ạ. Đâu, đấy cũng là dự đoán nghiêm túc, nhưng mà trong cái trận đấu vừa rồi là dự đoán 15 bàn hơi phiêu lưu. Còn đối với anh Bình thì sao ạ? Vâng, tôi lại nghĩ rằng trận đấu này Liari cũng thắng, nhưng mà nó không đậm như vậy đâu. Vâng. Sẽ là một cái chiến thắng mà cách biệt tối đa là 2 bàn thôi, nhưng mà tôi thì hy vọng đây cũng sẽ là một cái trận đấu kết thúc với tỷ số là 4-3 nghiêng về Liari. 4-3 nghiêng về huấn luyện viên Liari, một cái dự đoán tỷ số rất đẹp. Trong khi đó thì về Luis Vazquez dự đoán như nào? Tôi dự đoán trận đấu này thì tôi lại nghiêng về anh Châu trong trận đấu này. Anh Châu là một người mà có thể là đánh đông dẹp bắc, có thể thắng rất nhiều người mà cũng đã từng thất bại rất nhiều người, nhưng mà tôi lại hiếm khi thấy anh Macho thất bại cho anh Liari. Tôi dự đoán tỷ số sẽ là 4-0 dành cho anh Macho trận này. Trận chiến của những người anh em. Đội hình mà huấn luyện viên Liari lựa chọn 4-1-3-2. Một team color Juventus, bên phía kia là một đội hình 4-1-2-1-2. Đây có lẽ là một team quốc dân. Huấn luyện viên Liari đang dùng Cristiano Ronaldo, nhưng mà tôi nhìn hơi xa là không biết là mùa gì, bởi vì đang dùng mini phase của mùa 21 Ti. Và đây rồi. Trong hiệp 1 này thì huấn luyện viên Liari đang ra sân cái áo đen cuốn đen. Từ đó thì huấn luyện viên Macho đang ra sân cái áo trắng cuốn trắng. Đây sẽ là pha lên bóng đầu tiên tới từ các cầu thủ áo đen, chính là Liari. Alexandro. Một cú đá rất bình tĩnh rồi. Michael Ballack. Vâng, tôi hiểu rồi. Anh Liari là anh dùng cái đội hình là được mượn và kết hợp với lại một cái hầu bao cũng rất là giá trị với những cái đội hình, những cái cầu thủ còn lại nữa, thành ra là đội hình của Liari trông rất là vượt trội. Chúng ta thì thấy là cũng khá nhiều các cầu thủ cũng 9 cân lương. Đây là Michael Ballack. Đường truyền Alexandro. Tiếp tục lại là Michael Ballack. Đường truyền đang muốn kéo giãn hàng phòng ngự tới từ Macho ra. Nhưng đó là pha cắt bài tốt. Macho cũng đã quá hiểu người em của mình rồi, đây là Henry. Một pha tấn công tốc độ tới từ Macho, chia đến Henry. Không có một cầu thủ nào xuống hỗ trợ tấn công như Henry cả. Và thậm chí là còn không có một tình huống đá phạt góc nữa. Ông quay trở lại với Liari. Trận đấu rất quan trọng với huấn luyện viên Liari, bởi vì thắng trận đấu này không chỉ nhất bảng mà còn lấy MVP có thưởng nữa. Cơ hội, đấy rồi. Không được. Chu Kevin. Đường truyền cho Toure. Vẫn đang là bóng trong chân cao thủ áo trắng. Henry đường truyền rất kỹ thuật. Son Heung-min làm gì đây? Son Heung-min và Alexandro. Son cứ khéo. Nhưng Alexandro thì quá bình tĩnh. Roberto Baggio. Đường truyền dành cho Nedvěd. Liên tục là những tình huống đẩy bước một. Thực sự đây là một Lihari mà tôi không quen chút nào cả. Đá rất nhanh, tốc độ cực kỳ cao. Chưa tạt bóng vội, mặc dù bên trong đã có rút Gullit. Michael Ballack không ép đề. Tiếp tục là Nedvěd, thoáng hơn giờ này, đây rồi. Bàn thắng đến dành cho Lihari. Đẳng cấp, đẳng cấp là những gì chúng ta nói về pha xử lý vừa rồi. Một pha sàng rất kỹ và sau đó là một pha căng ngang. Ronaldo làm nhiệm vụ mà mình giỏi nhất, đó là đệm bóng, chính xác hơn là dứt điểm ở trong vòng 50-50. Dứt điểm chúng ta thấy là rất căn bản thôi, nhưng nó đem lại hiệu quả là rất cao. Đó là những gì phẩm chất của Ronaldo, đúng không? Bình luận viên Phú Mở, khả năng chạy chỗ, khả năng di chuyển, sự thông minh, khả năng quyết đoán, hút người và mọi thứ, đúng không? Bình luận viên Phú Mở, đúng, tất cả được nằm trong mức thẻ của tất cả các mùa của Cristiano Ronaldo. Đây là Henry, Alexandro, Gullit, Roberto Baggio, rất nhiều mùa thẻ icon cộng 7 tới từ đội hình của luyện viên Lihari, nên anh ấy chạy thật sự là không để ý gì đến một chút đến từ thể lực cả. Nedvěd cộng 7. Ở đây có vẻ như là có những cái thông báo tôi không biết là có chuẩn không, nốt tình huống này đã. Hình như là huấn luyện viên Lihari vừa gọi Subin để đá sâu bách. Ở những ngày hôm sau thì thấy gọi Subin là thuê báo rồi. Phong độ này không biết là có phải không, thông tin được khán giả đưa ra tôi không biết có chính xác không ạ. Son Heung-min, De Bruyne ngã rồi, sẽ là một cú đá phạt dành cho các thủ áo trắng. Quả đá phạt ở trong tình huống này, Diego Dalot, Henry, hay quá Toure, Côi đánh đâu, bóng bật ra và đó là Vieira. Tuần tới có tuyển chọn vận động viên cuối cùng cùng với Lê Anh Tuấn đi Hàn Quốc thì tôi thấy là Lihari cửa sáng phết đấy. Rất là đây là quả tạt đá. À không, tối hơn một chút rồi. Anh ấy quyết định là dùng Cristiano Ronaldo tạt. Ở những nhận định của anh Bình thì rất có thể là người sẽ cùng với Lê Anh Tuấn đến với FC Pro Festival giai đoạn cuối năm 21-22 tháng 12. Nó sẽ là huấn luyện viên Lihari. Quả ném biên ở trong tình huống này, người thực hiện sẽ là Son Heung-min, phải Rui Cas, đường truyền của Rui Cas, đây là Son, có tạt hay không đây, chưa tạt, thủ bắt bài tốt tới từ cầu thủ áo đen. Henry tấn công để cho Lihari nhưng không kịp. Chúng ta đến với hiệp đấu thứ hai, lợi thế vẫn đang dành cho Lihari với khoảng cách đây là một bàn, khoảng cách tối thiểu. Hai huấn luyện viên thì đều dứt điểm chỉ một lần trong hiệp một thôi, nhưng Lihari là người chính xác hơn. Với cái khoảng cách dứt điểm của Ronaldo chỉ cách khung thành đâu đấy khoảng 3 mét thì tôi nghĩ là cũng khó mà trượt được. Trong khi đó thì Hoàng Hiệp vào lúc này vẫn đang hơi rón rén trong những tình huống tạt cánh. Hiệp thì rất ít tạt, chúng ta đều biết như vậy rồi, nhưng trong những tình huống ở cuối hiệp 1 thì không tội gì mà không tạt cả. Và mất bóng, Lihari cướp lại được rồi. Và có lẽ là với câu chuyện sắp tới FC Online Việt Nam cũng sẽ có sự kiện rất đáng quan tâm như tôi đã nói, đó là sự kiện FC Pro Festival. Thì anh Bình nghĩ là vận động viên nào, nếu như góc nhìn của anh thì vận động viên nào sẽ là vận động viên sáng cửa nhất cùng với Lê Hành Tuấn? Thực ra thì tôi nghĩ rằng nó sẽ nằm trong 3 vận động viên thôi. Côi đã và đó là 2-0 dành cho Lihari. Có lẽ là trong top 3 vận động viên sáng cửa nhất đi Hàn cùng với Lê Anh Tuấn, có thể trong số đó sẽ có Lihari vì pha xử lý này. Nó là sự đẳng cấp, nó là sự gọn gàng và nó là sự chính xác tuyệt đối. Đúng là như vậy, tôi đang định nhắc tới 3 cái tên. Đầu tiên là Subin, thứ hai là Lihari và thứ ba là cơ hội thì nhỏ hơn, đấy là Thành Mù. Đúng là như vậy, vận động viên Trung Thành cũng đã có một mùa giải FPL tuyệt vời và đó sẽ là cuộc cạnh tranh rất khốc liệt. Vâng, với một bàn thắng nữa thôi thì huấn luyện viên Lihari như tôi đã đoán tỷ số 3-0 trước Macho. Chúng ta cùng nhau trông chờ xem hai đội sẽ thể hiện ra sao ở trong trận đấu này, trận đấu để quyết định ai sẽ là người được đưa lên hạt giống số 1. Kevin De Bruyne, đó là Kevin đánh đầu từ Henry nhưng không thành công. Quá khủng khiếp từ đầu ngày đến giờ. Pavel Nedvěd, Son Heung-min, đấy rồi Côi, Roberto Baggio, một thời cơ nhưng huấn luyện viên Macho dứt điểm không vượt qua được thủ môn huấn luyện viên Lihari. Đúng hơn, đó là một thứ di gôn tốt từ Lihari, bắt bài góc gần. Đây là Henry, không được. Đúng là một sự thay đổi sơ đồ chiến thuật. Sự tham khảo đến từ Lê Hà Anh Tuấn đối với Lihari và ngay lập tức chúng ta thấy một sự lột xác. Đương nhiên là mọi thứ nó đến từ rất nhiều những yếu tố tổng hòa lại, vừa tay cầm mới đúng không ạ, vừa sự tập luyện chăm chỉ, lại còn là một cái đội hình mới nữa, khai sáng là rất nhiều thứ. Đội hình này cũng là một đội hình thật sự là một đội hình rất mạnh. Nếu mà đá ngang trình mà gặp đội hình này thì thực sự là rất khó để có thể thắng được anh ạ. Nedvěd, Holobadini, xử bóng hay, rất mượt từ anh Ly. Manini, đây là Ronaldo. Phía dưới đang có người rút Gullit, vẫn là những cú xoay, nhưng lần này huấn luyện viên Macho không để bị đánh lừa. Bóng trở lại với cả Henry. Đây rồi, bác rổ chạy nhanh như một cơn gió, cơn lốc đường biên Roberto. Truyền lại, bác rổ làm gì đây? Bác rổ truyền bóng cho Henry và đây là cơ hội. Hết rồi. Thời gian nó không còn nhiều và có lẽ như ai cũng nghĩ tới viễn cảnh huấn luyện viên Villarreal, anh em MVP trong buổi tối hôm nay. Và cũng đã cuối ngày thi đấu rồi, 880 like rồi. Chúng tôi còn thiếu 120 like nữa để cho cột mốc 1.000 like. 3.000 anh em đang xem, nếu như anh em nào chưa like rất thích vọng anh em hãy cho Seven TV một nút like nha. Để mỗi ngày hy vọng sẽ đạt được những cột mốc lên đến con số 1.000 like, cũng sẽ là những nguồn cổ vũ tinh thần rất lớn cho chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Vâng, và đây sẽ là một cơ hội để rất có thể tỷ số là 3-0, đúng như là anh huấn luyện viên Phú Phở đã không được. Ngày nay phải nói là kỹ năng dự đoán của quý vị huấn luyện viên Phú Phở là một kỹ năng thực sự đẳng cấp. Tôi dự đoán anh Lihari thôi, tôi dự đoán mấy người khác toàn xịt anh em ạ. Henry. Nhưng đôi khi người ta có thể bỏ qua những lỗi lầm nhỏ để quan sát vào điều mà bạn vừa làm những việc rất to lớn. Mà tôi vẫn nhớ là mình vừa qua cháu chưa xin lỗi tôi trong trận đấu mà tôi dự đoán anh đi thắng 5-0. À, thực ra đây rồi, đây là tôi bác rồi đã. Bên trong kia. Đây rồi. 3-0. 3-0 dành cho huấn luyện viên Lihari. Quá hay ở trong tình huống vừa rồi, và trong trận đấu này thì Lihari đã hoàn toàn lột xác và như tôi đã dự đoán 3-0, nhưng thời gian vẫn còn. Với Lihari là lột xác, còn với Hoàng Hiệp thì có lẽ là xuống xác anh ạ. Anh em đã xuống xác trong trận đấu này rồi anh em ạ. Thua người em của mình, thua người em cũng rất cay. Roberto Baggio có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống hay không? Có vẻ như là rất khó khi chúng ta có thể thấy là không 4-0 hay không. Ronaldo 4-0 dành cho Lihari. Lần này thì anh Hiệp đã đúng hơn là anh Bình đã dự đoán chuẩn. Tỷ số là 4 này cho anh Lihari. À, tôi có nhớ đầu trận đấu này tôi dự đoán là anh Macho đánh Lihari 4-0. Tôi đoán được đúng là 4-0 nhưng mà lại là ngược người, sai người ạ. Thì đã đặt sai chỗ thế từ anh Trổ. Trận đấu đúng hơn là một ngày đấu quá điên rồ tới từ huấn luyện viên Lihari. Ai cũng phải thốt lên rằng thật sự đây là một những trận đấu trong mơ tới từ Lihari. Kevin De Bruyne. Là Kevin. Cầu bóng rất khéo léo đến từ Hoàng Hiệp và đây là pha bóng cuối cùng của trận đấu rồi. Liệu có bàn thắng danh dự không? Không. Quá đẳng cấp. Kết thúc trận đấu này thì số là 4-0 dành cho Lihari. Cũng kết thúc luôn lượt về của bảng ABC ở trong buổi tối hôm nay. Kinh khủng khiếp, một vụ nổ với Lihari. Thực sự là ngày hôm nay khi mà nhận lịch đến tham dự giải đấu này cùng với Seven TV thì tôi ngồi cả buổi chiều để xem Lihari đá, vì tôi biết ngày hôm nay Lihari sẽ xuất hiện. Nhưng mà cả buổi chiều của tôi thực sự là cũng không mang lại nhiều những cái tư liệu, bởi vì hôm nay buổi tối đá còn kinh khủng khiếp hơn so với buổi chiều, không thể tin nổi.